bắt Trương Văn Dũng để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước. Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Trương Văn Dũng để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước. Ngày 21 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan an ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Trương Văn Dũng, sinh năm 1958, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội, để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Cơ quan an ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Trương Văn Dũng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.